Vâng, chào các bác, em Kim Mô Tôn. Liệu này thì bên em sẽ hướng dẫn các bác bấm một bộ dây nguồn để sử dụng cho những cái MB cầu để độ cho những cái chiếc xe máy hoặc là những cái chiếc ô tô. Thì ở những clip trước thì bên em cũng đã hướng dẫn chi tiết các cái cách độ lên những cái chiếc pha đèn xe máy hoặc là pha đèn ô tô khác nhau để chúng ta có thể là sử dụng tăng sáng hiệu quả cho những cái chiếc xe thân yêu chúng ta. Thì ở clip này thì bên em sẽ hướng dẫn các bác là bấm một bộ dây nguồn dành cho xe máy là những cái chiếc xe phổ thông, ví dụ như ở đây em sẽ cầm là cái pha của cái chiếc xe Way. Thì sau khi độ xong thì chúng ta sẽ được cái thành phẩm nó như thế này, và ở trên cái bi của chúng ta nó sẽ chỉ thò ra một cái cọng dây như thế này thôi. Thì bây giờ là chúng ta sẽ phải bấm thêm một cái bộ dây nguồn để kéo từ cái bi này xuống đến cái bình ắc quy của chúng ta để cho hệ thống điện nó được đảm bảo, nó cấp đủ điện cho cái MB này nó hoạt động là một cách hiệu quả. Rồi thì ở clip trước thì bên em cũng đã hướng dẫn và chia sẻ các bác cái cách bấm những cái bộ dây nguồn dành cho sạc HCE. Thì clip này thì em sẽ làm cái clip hướng dẫn các bác gắn bấm một cái bộ dây nguồn để dành cho xe máy. Thì ở clip sau thì bên em sẽ hướng dẫn các bác bấm một bộ dây nguồn dành cho ô tô. Thì cái bộ dây nguồn dành cho xe máy thì nó sẽ có khá là nhiều xe khác nhau. Thì bên em cũng sẽ bấm để cung cấp ra thị trường. Nếu như các bác không có thời gian để bấm một bộ dây nguồn như thế thì bên em sẽ hướng dẫn và cũng như là sẽ ship cho các bác một bộ để các bác có thể tự tay gắn lên chiếc xe của mình. Rồi, cái dụng cụ chuẩn bị thì ở đây thì em hay bấm để gửi đi cho nên là nó khá là nhiều những cái đồ linh tinh. Thì có nhiều bác có hỏi em là ở đây thì có những cái kìm bấm cốt này, những cái đầu jack cốt này bên em có bán hay không? Thì em xin chia sẻ với các bác là bên em không bán. Nếu như các bác cần có nhu cầu thì có thể hỏi trực tiếp em, thì em sẽ gửi link cho các bác để các bác có thể mua được những cái phụ kiện như thế này về để các bác có thể là hành nghề bấm những cái bộ dây nguồn để độ đèn hay là về em yêu khoa học. Nói chung là các bác cần thì em sẽ gửi link cho các bác thì các bác có thể là chỉ cho các bác cái chỗ mua. Còn bên em thì em không bán các bác nhá. Đó, thì có nhiều bác ở clip trước có hỏi em là những cái bộ kìm như thế này này, bấm nó đẹp thì mua ở đâu? Ở trên Shopee các bác nhá. Ở trên Shopee, bạn em bán ở trên đó. Em thì em không bán những cái bộ kìm như này. Còn những cái đầu jack cốt như thế này thì bạn em nó cũng bán ở trên đó. Thì em sẽ gửi link cho các bác hoặc là em sẽ để link ở dưới cái video cho các bác. Thì các bác có thể là vào lựa chọn những cái phần jack cốt sao cho nó phù hợp và chúng ta sẽ cần những gì. Thì ở trong cái clip này thì em sẽ chia sẻ thật kỹ những cái đầu jack cốt và những cái cách gọi như thế nào để cho các bác đặt hàng được những cái sản phẩm nó đúng. Thì ở đây thì ví dụ như chúng ta sẽ cần những cái gen co nhiệt fiber như thế này thì sẽ sử dụng những dây như thế nào. Những cái đầu jack cốt thì nó có cực kỳ nhiều những cái đầu jack cốt và cái cách gọi nó ra làm sao. Ở đây cũng có cực kỳ nhiều. Thì đây là những cái mà em đang để nguyên đây, em chưa cắt nó ra. Khi mà cắt ra thì nó sẽ giống ở bên kia. Đó, thì nó có rất nhiều những cái đầu jack cốt khác nhau, thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái đầu như thế nào sao cho nó phù hợp. Và bây giờ là em sẽ lựa chọn ra. Sau đó là em sẽ kê chi tiết từng cái một, sau đó là em sẽ hướng dẫn các bác cắt và bấm dây sao cho nó phù hợp với cái chiếc xe của mình cũng như là nó chuẩn chỉ nhất có thể. Rồi, sau khi là em đã set up xong thì bây giờ em sẽ đi giới thiệu cho các bác. Thì trước tiên cái không thể thiếu nó chính là những cái bó dây điện. Thì ở đây thì em bấm cái số lượng nhiều thì em sẽ sử dụng những cái bó dây nó khá là to như này, hoặc là các bác có thể là mua những cái loại dây Nhật nó nhỏ nhỏ như thế này, xinh như này, những cái loại của nó cũng khá là to. Đó. Rồi, đây là phần dây điện. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cần đến những gì nữa? Cái không thể thiếu nó chính là những cái phần dơ le như thế này. Đó, thì dơ le thì chúng ta sẽ sử dụng là điện 12V, thì chúng ta sẽ sử dụng là dơ le 12V. Thì ở đây em đang cầm trên tay nó chính là cái dơ le của hãng Mazda. Thì dơ le này thì chúng ta sẽ sử dụng là cứ là 12V là ok. Thì nó sẽ có loại 4 chân như thế này và một loại 5 chân. Thì cái 4 chân hay cái 5 chân nó không quan trọng, nhưng cái quan trọng cái thông số ở trên này. Đây ví dụ như cái dơ le đang cầm ở đây, nó chính là cái dơ le 12V và 40A. Cái A này càng to càng tốt thì cái tiếp biển ở trong này nó sẽ bền với chúng ta. Rồi, và tiếp theo là chúng ta sẽ chuẩn bị những gì ở cái xe Way. Thì clip này thì em sẽ hướng dẫn các bác là bấm cho cái xe Way. Cái xe Way này thì nó sẽ là chân H4, thì tất cả những cái chiếc xe số chúng ta sử dụng chân H4 thì cái bộ dây nguồn nó sẽ là giống nhau các bác nhá. Rồi, cái chân H4 thì chúng ta sẽ cần đến là cái bộ cốt H4. Đây chính là những cái cốt H4 đó. Thì chúng ta sẽ cần 3 cái. Một cái jack để cắm vào cái chân H4, khi mà chúng ta rút cái đèn zin ở trên xe ra thì chúng ta sẽ phải có một cái đầu để cắm vào cái jack đó. 3 cái cốt. Một cái jack. Rồi, tiếp theo thì cái dơ le này chúng ta sẽ sử dụng là 4 cái chân này. Thì chúng ta sẽ cần 4 cái đầu cốt 6.3mm ở đây. Đây là cốt 6.3. Thì ở đây nó sẽ có hai đầu to, hai đầu nhỏ. Thì chúng ta có thể mua là cốt 6.3 hoặc là cốt 4.2. Thì ở đây để tiện cho các bác đi tìm mua thì em sẽ sử dụng luôn là 4 cái cốt 6.3. Đây gọi là cốt 6.3 các bác nha. Rồi, và tiếp theo chúng ta sẽ cần đến là hai cái cốt cho cái cầu chì như thế này. Và một cái cầu chì. Đây em quên, thiếu một cái cầu chì. Đó. Ở cái xe Way của các bác ấy thì nó là phanh cơ. Phanh cơ thì chúng ta sẽ là sử dụng cái jack như thế này. Thì để mà mượn tín hiệu khi bật chìa khóa lên thì cái đèn mắt quỷ ở trên xe các bác nó sáng ấy, thì chúng ta sẽ dùng hai cái đầu cốt đực cái như thế này. Cốt đực cái và sẽ cần thêm là có thêm là những cái bịt bên ngoài như này bằng cao su để cách điện. Rồi, thì cái cốt 6.3 này thì chúng ta sẽ phải cách điện cho nó bằng 6 cái đầu bịt cao su như thế này. Bịt cao su cũng 6.3 luôn. Rồi, nếu như cái xe của các bác ấy mà nó là xe bánh đĩa thì chúng ta sẽ sử dụng thêm là cái đầu móc câu như này. Cốt 4.2 móc câu. Thì cái xe của các bác là phanh đĩa thì sẽ sử dụng cốt này. Nếu mà phanh cơ sẽ sử dụng cốt này.
Rồi, tiếp theo, không thể thiếu, nó chính là những cái con diode như thế này. Thì con diode thì nó sẽ có đầu anode và đầu cathode, thì chúng ta sẽ bấm, thì lúc nào mình bấm thì mình sẽ chia sẻ. Thì cái con diode này thì các bạn sẽ lựa chọn như sau. Nếu như cái bi của các bác mà nó công suất nó nhỏ thì các bác sẽ sử dụng là diode 2A. Công suất nó lớn thì các bác sẽ sử dụng diode 5A. Còn nếu mà cái công suất nó cực lớn thì các bác sẽ phải sử dụng là cái con diode mà 10A. Ở đây em lại không để con diode 10A đây rồi. Sẽ sử dụng con diode 10A, sẽ sử dụng cái con diode này sao cho nó phù hợp. Ví dụ là 3A thì các bác sẽ sử dụng là diode là 5A. 2A thì các bác sẽ sử dụng diode là 3A. Thì các bác sử dụng diode là lớn hơn thì nó sẽ bền cho con diode này, nó không bị cháy. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ phải cần đến là những cái ống gen như thế này. Thì ống gen này thì nó sẽ có loại 2mm, 3mm, 5mm và 6mm. Thì chúng ta làm dây to thì phải mua cái vỏ to. Thì tí nữa thì em sẽ làm cái dây nó là dây 1.0. Thì em sẽ sử dụng là cái gen 3mm như thế này. Và cái dây H4 thì em sẽ sử dụng là ống 4mm như này. Và một đầu nữa thì em sẽ sử dụng là đầu để ra bi, thì em sẽ sử dụng là cái ống 6mm. Đó, thì ở đây là nó là 6mm. Rồi, thì cái video này nó khá là lằng nhằng các bác nha. Cho nên là em sẽ phải chia sẻ kỹ. Các bác thấy em nói nhiều thì các bác sẽ không phải thông cảm cho em. Làm kỹ thuật không thể 5-3 câu là xong được. Đó, thì ở đây thì em có một cái bộ demo để đây cho các bác dễ hình dung. Thì chúng ta sẽ sử dụng là dây. Dây thì chúng ta có thể là dùng hai dây, một âm một dương đi từ bình ắc quy lên, hoặc là dùng một dây cũng được. Thì chúng ta sẽ mượn mát ở trên đầu không sao cả. Thì tí nữa em sẽ hướng dẫn các bác bấm, đơn giản nhất là sẽ là mượn mát ở trên đầu. Thì cái dây nó sẽ là như thế này, đi từ bình ắc quy lên, cầu chì, vòng vèo để đến con dơ le. Thì con dơ le nó chính là cái con này này. Thì sau đó là nó sẽ chia chân ra. Thì cái bộ này là cái bộ em chuyên để test bi, cho nên là em làm công tắc ở đây. Còn khi bấm vào trên xe thì nó sẽ khác một xíu. Đây em sẽ làm cái kẹp nhanh ở đây. Còn trên xe thì em sẽ hướng dẫn các bác để bấm hoàn thiện vào cái bộ này để mà lắp lên xe các bác nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào tiến hành. Rồi, thì bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau bắt tay đi vào làm một bộ dây nguồn. Và vừa nãy thì mình quên có chia sẻ với các bạn, nó chính là cái ống co nhiệt có kích thước là 2.5cm tính bề ngang để chúng ta bọc những cái con dơ le. Thì sau khi bọc những con dơ le thì nó sẽ cách nhấp cho chúng ta và nhìn nó sẽ đẹp và nó che đi những cái đầu giác cốt như thế này. Rồi, thì bây giờ là chúng ta sẽ chuẩn bị là cái ống gen phi 3mm như thế này. Phi 3 thì nó sẽ là tính cái lỗ tròn này các bác nha. 3mm thì các bác sẽ cắt cho em một đoạn dài khoảng 1m2 và một đoạn như thế này dài khoảng 20cm. Thì cái chiều dài này thì các bác có thể làm thoải mái ngắn dài như nào cũng được, nhưng mà khi mà làm mà ngắn ấy thì các bác sẽ lắp lên xe nó sẽ bị thiếu. Thì tốt nhất là các bác làm sẽ dài ra một xíu. Thì ở đây thì em quen làm rồi, thì cái kích thước nó sẽ dài tầm khoảng 1m2, thì nó thêm một đoạn này nữa nó sẽ rơi vào tầm 1m4 như thế. Thì các bác sẽ kéo từ phần đầu xe xuống đến cái chỗ bình ắc quy của cái xe OE, nó cực kỳ là dễ dàng và nó sẽ thừa dây cho các bác. Thì lý do tại sao chúng ta sẽ phải làm thừa như thế, vì cái phần cổ xe của chúng ta khi chúng ta cầm lái nó sẽ ngọ ngoại như thế này, thì cái dây nó thừa ra thì nó sẽ không bị căng, không bị đứt, nó không bị xô sạch. Đó, đấy là cái lý do. Rồi, và tiếp theo là cái dây trục của chúng ta ấy, kéo từ bình ắc quy lên thì chúng ta sẽ lựa chọn cái loại dây có cái loại to một xíu. Thì ở đây là em sẽ sử dụng là cái dây có kích thước là 1.0mm. Đó, dây đồng 1.0 thì nó sẽ là to như thế này. Nó gọi là dây 1 ly các bác. Rồi, và tiếp theo thì chúng ta sẽ luồn nó vào trong này. Thì em phải cắt đi thì em mới luồn được. Để nó xòe như vừa nãy thì không thể luồn được. Chúng ta cứ luồn vào sao cho nó thò cái đầu kia ra là được. Đó, thì sau khi là em luồn vào ấy, thì cái đầu dây của chúng ta đã ra đến như thế này rồi. Thì cái đầu này các bác cứ để nguyên như thế. Và bây giờ là các bác sẽ cắt cho em rơi vào tầm khoảng 2mm cái vỏ ở ngoài như thế này nhé. Cái video này em sẽ hướng dẫn cực kỳ là chi tiết. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cho thêm cái đầu bịt như thế này vào. Rồi, thì ở clip trước thì bên em cũng đã chia sẻ cái cách bấm những cái đầu giắc cốt sử dụng kim rồi. Thì clip này em sẽ không chia sẻ cái cách sử dụng kim nữa. Rồi, thì chúng ta sẽ đặt vào cái ngoằm nào mà chúng ta cảm thấy nó khớp. Rồi, chúng ta sẽ đặt vào. Các bác lưu ý là khi mà bấm ấy, thì chúng ta bấm sao cho nó thật khít, nó thật đẹp nhất có thể. Và ở clip trước thì em đã chia sẻ cái mối bấm là sao cho nó đẹp nhất. Thì ở clip này thì em sẽ chia sẻ lại này. Thì có bác được xem rồi, có bác chưa được xem. Đó, thì đây sẽ là cái mối bấm đẹp. Thì nó sẽ là như thế này. Đúng quy chuẩn là hai cái đầu này nó sẽ được ôm sát và nó sẽ cắm ngập vào cái nhựa ở đây. Và hai cái đầu này nó được bo tròn một cách là mềm mại, nó đẹp. Thì cái dây, cái lõi dây đồng của chúng ta nó nằm ở trong này. Đây nó hơi bị vướng máy nhỉ. Đó, các bác có thể nhìn cái đầu dây đồng như này, nó được ôm sát vào như thế. Thì nó sẽ tiếp điện rất là tốt và các bác giật như này nó sẽ không ra. Có nhiều bác có hỏi em là tại sao là cũng sử dụng kìm mà bấm xong nó lại bẹt tè lẹt ở chỗ cái mối như này. Thì thứ nhất là các bác dùng một cái lực nó quá lớn, thứ hai nữa là cái kìm của các bác nó không điều chỉnh cái hèm này. Khi mà cái định vị ở đây nó tạch, các bác nhìn chỗ này, đó, nó tạch rồi mà các bác cứ cố tình các bác bóp nữa, hoặc là nó cái ngoàm này nó chưa được điều chỉnh chuẩn thì nó chưa tạch, mà cái ngoàm này nó đã khít rồi mà cái này nó vẫn chưa tạch, thì có nghĩa là chúng ta sẽ phải dùng lực nữa để mà mở được cái kìm này ra. Thì như thế là cái đầu cốt của các bác ấy, nó bị ôm một cách quá lực thì nó lại bị thành phá. Còn khi mà cái ngoằm này chúng ta chỉnh được nó đẹp rồi thì khi chúng ta bấm đùa nó cũng được một cái mối nối đẹp như thế này, mối bấm đẹp như thế này. Đó, thì đây sẽ là cái dây đi từ nguồn lên. Đi từ nguồn lên thì chúng ta sẽ cắm nó, một là ở chân này của con dơ le, hai là chân này. Thì đó, thì chúng ta cắm ở đây. Rồi,
Bây giờ là chúng ta sẽ lôi ngược lại để cho cái dây nó căng. Khi cái dây nó căng rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ giữ vào đây và chúng ta sẽ cắt cái đầu này. Các bác lựa cắt cho em nó chỉ hơi thò một xíu này thôi nhá. Rồi thì bây giờ là các bác sẽ lôi nó ra, lôi đầu nó ra. Và các bác sẽ cắt đi cho em 2mm vỏ ở ngoài như thế này. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng đến cái cốt của cái đầu cầu chì. Đó, thì chúng ta sẽ cặp vào. Chúng ta sẽ đút vào, chúng ta bấm. Lý do là em bảo các bác ấy, bấm cắt đầu nó chỉ thò một xíu ra thì khi các bác là bấm xong nó lại tự chui vào như này thì nó rất là đẹp, nó không bị sộc sạch, nó không bị dài quá cái dây như thế này, nó rất là xấu, nhìn bề ngoài nó rất là xấu, còn thả ra cái là nó sẽ tự chui vào như này, nó rất là đẹp, nó khít. Rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ cắm nó vào cái rắc của cái cầu chì, cắm bên này được, bên này được, bên nào được, không quan trọng. Rồi đó, và tiếp theo thì chúng ta sẽ luồn tiếp cái đoạn 20cm ở đây. Vừa nãy em bảo cắt một đoạn 20cm đấy, thì chúng ta làm tương tự như thế. Chúng ta sẽ bấm thêm là một cái đầu còn lại của cái cầu chì để hướng vào bình ắc quy. Đó, thì các bác sẽ đút nó ngập vào như thế này. Rồi tiếp theo là đến cái phần chỗ này thì các bác cũng sẽ bấm nó sát với lại cái ống gen ở đây, nó thò ra khoảng 2mm thôi nhé. Đó, nó chập thò này. Và tiếp theo chúng ta sẽ cần đến một cái đầu cốt, thì vừa lẽ là em có quên cái đầu cốt như thế này, thì chúng ta sẽ tháo cực dương của bình ắc quy ra thì chúng ta sẽ lắp nó vào. Rồi thì bây giờ là các bác sẽ giữ tay vào đây và đẩy nó tụt lùi, thụt thò đầu ra. Đó, và các bác sẽ cắt tiếp cho em là 2mm ở đầu như thế này này. Rồi các bác sẽ cho nó tụt vào như thế này. Rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ tính toán sao cho cái ngoằm này nó ăn vào đây. Thì các bác sẽ đút cho em cả cái vỏ này vào nhé. Các bác bấm nó lại. Đó, đây sẽ là cái khâu hoàn thiện của chúng ta. Cái cốt này vẫn được cái đồng này nó ôm vào đây, và đồng thời là cái cốt này nó vẫn giữ luôn cho chúng ta cái vỏ ở ngoài như thế này, nó cực kỳ là đẹp. Ở đầu này thì chúng ta sẽ đút nó thụt vào như này, đầu này thì chúng ta sẽ làm như thế này nó đẹp hơn. Đó, rồi thì cái việc còn lại là chúng ta sẽ cắm nó vào cái chân này tiếp theo đấy của cái cầu chì. Rồi sau khi chúng ta cắm xong rồi thì chúng ta sẽ cắm cái cầu chì này vào, đóng lại, như vậy là xong rồi. Đó, thì như vậy là các bác đã làm được khoảng 30% cái bộ dây nguồn. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ bấm cái dây đi từ cái chân H4 ở trên xe của chúng ta để vào bộ dây. Thì cái dây này thì chúng ta sẽ sử dụng, nó sẽ là cái ống phi 4mm. Thì đây em sẽ cắt một đoạn dài tầm khoảng 20cm, cái ống phi 4mm, phi 4mm đó. Thì ở đây em sẽ dùng thêm là một cái dây màu vàng, một cái dây màu đỏ, một cái dây màu xanh. Nói chung là cái màu dây này nó không quy định, thì các bác thích chơi màu nào thì các bác xài màu đó. Thì ở đây thì em làm ở trên video, và cũng như là cái số dây của em nó có quy định các cái màu này thì em sẽ sử dụng luôn. Thì ở đây thì em sẽ quy định đây nó sẽ là dây mát này, màu xanh này, và đây sẽ là dây cốt là màu đỏ này, đây sẽ là dây pha là màu vàng. Thì cái dây này nó sẽ không chịu tải lớn lắm, thì các bác có thể là sử dụng cho em là dây phi 0.7, thì nó là 0.77 hoặc 0.75 các bác nhé. Thì cái dây này của em nó là dây 0.75. Rồi thì chúng ta sẽ luồn nó vào đây, chập ba vào và chúng ta sẽ luồn vào đây. Video này nó sẽ hơi dài dòng, các bác thông cảm. Rồi thì ở đây ấy, chúng ta sẽ bấm vào cái đầu rắc H4. Ở đây thì nó sẽ là cốt 10 ly, cốt 10 ly của rắc H4. Thì ở đây từ cái chân bên này sang bên này nó được 1cm, thì chúng ta sẽ gọi nó là cái cốt 10 ly, cốt đực 10 ly. Rồi thì cái cốt đực 10 ly này nó sẽ khá là dài, thì chúng ta sẽ cắt cái đầu này nó thò khoảng 5mm các bác nhé. Các bác bấm cho em ba cái đầu này, nó thò khoảng 5mm. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ bấm cái dây mát trước. Và tiếp theo thì em sẽ hướng dẫn các bác tỉ mỉ cái đoạn dây cốt về dây pha. Bấm dây mát trước thì các bác sẽ lùa vào cho em, và các bác sẽ cứ thế là bấm nhé. Đó, thì khi bấm xong thì nó sẽ là được như thế này, cực kỳ là đẹp, xuất sắc. Rồi thì hai cái đầu này thì bây giờ là chúng ta sẽ sử dụng là cái con diode ở đây. Đoạn này em sẽ chia sẻ kỹ với các bác nhé. Em sẽ sử dụng cái con diode to như thế này thì em sẽ chia sẻ cho các bác cho nó tiện tham khảo. Đó, thì các bác có thể nhìn thấy cho em là ở đầu trên này nó có một cái vạch trắng đúng không ạ? Ở đầu dưới này là sẽ là thân đen, hay còn gọi là đầu anode và đầu cathode. Rồi, thì vừa nãy em có chia sẻ với các bác nó quy định màu từ trước là dây này là cốt và dây vàng sẽ là pha. Thì chúng ta sẽ bấm như nào? Thì chúng ta sẽ kẹp cái kìm vào trước. Rồi, ở trên cái con diode này nó sẽ có đầu trắng và đầu đen. Đầu trắng ở đây thì em sẽ sử dụng là cái con diode là 3A ở đây. Đầu trắng này chúng ta sẽ đưa về cốt. Đúng chưa? Đầu trắng này sẽ hướng về cốt. Rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ bấm cho nó kẹp vào đây, nó giữ cố định ở đây. Đó, đầu trắng hướng về cốt các bác nhé. Đầu trắng hướng về cốt. Thì khi chúng ta bật cốt thì điện nó sẽ không chạy sang cái phần bên này. Còn khi chúng ta bật pha thì điện nó sẽ từ bên này, nó sẽ lộn về chân này. Thì nguyên lý sử dụng cái phần bi cầu á là bật pha nó sẽ giữ cốt. Còn cái đèn zin ở trên xe của các bác là bật cốt mất pha, mà bật pha mất cốt. Đó, thì đây là cái lý do chúng ta sẽ phải làm thêm một con diode như này. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ kẹp cái em dây pha. Rồi thì bây giờ là em sẽ kẹp cái em dây pha. Thì cái dây các bác cứ cắm vào đây kệ nó nhá, thì các bác không bị hạn chế cái chiều dài của dây, các bác làm nó sẽ dễ.
Rồi thì các bác sẽ bấm như này cho em. Đây thì em sẽ nói lại này. Khi chúng ta cấp điện chế độ code thì cái em dây đỏ này nó sẽ không lộ điện sang cái em dây vàng ở đây. Khi chúng ta cấp điện vào chế độ pha, bật công tắc sang chế độ pha ấy, thì cái dây vàng này nó có điện và đồng thời là điện nó sẽ lộn từ cái dây vàng này về cái dây đỏ để cho em code nó sáng. Đó. Thì ở đây chia sẻ với các bác là cái rắc H4 như thế nào. Thì chúng ta sẽ cắm như thế nào để cho nó đúng chiều. Thì chúng ta sẽ nhìn như thế này nhá. Đây là sẽ là mặt phải này, đây là mặt trái này, có cái lỗ như này. Thì cái dây mát của chúng ta sẽ xỏ sang bên phải. Đúng chưa? Rồi, bây giờ tiếp theo là chúng ta sẽ xỏ cái chân cốt ở giữa. Cái chân pha thì các bác sẽ vòng lại như thế này, thì các bác sẽ xỏ vào đây. Đó. Thì bây giờ cái con diode nó sẽ thò ra như này đúng không ạ? Thì các bác sẽ cầm uốn cho em như thế này và các bác sẽ đút nó vào cái lỗ vuông vuông ở đây này. Đó. Thì để đút vào dễ thì chúng ta sẽ cầm một cái kìm nhọn như này hoặc là cái gì đó thì chúng ta ép nó xuống như thế này. Đó, thì các bác có thể thấy là nó nằm gọn ở trong như thế này rồi thì nó sẽ không bị gây chạm chập. Rồi thì tiếp theo là chúng ta sẽ luồn cái dây này về đến sát cái đầu của cái rắc H4. Cái này gọi là cái rắc, cái đen đen gọi là cái rắc này, cái đồng chúng ta sẽ gọi là cái cốt. Đó, quy định như thế cho nó dễ hiểu và nó là cái danh từ chung toàn thế giới. Rồi thì tiếp theo thì ở đây khi mà các cái đầu dây nó đang rất là dài như thế này thì chúng ta sẽ tính toán sao để cho nó phù hợp. Thì chúng ta sẽ nhặt cái dây đỏ và cái dây xanh này ra. Chúng ta sẽ chừa lại cái dây vàng và các bác sẽ cắt cho em từ cái đầu mà có cái gen đen ở đây ra khoảng là 2,5 cm các bác nhé, 2,5 đến 3 cm. Rồi chúng ta sẽ cắt như thế này và bây giờ là chúng ta sẽ lại tuốt vỏ, tuốt cái vỏ của cái dây xanh và dây đỏ ở đây, tuốt khoảng 2,5 mm. Rồi thì chúng ta sẽ sử dụng tiếp nó là cái dây xanh này, chúng ta lại tuốt vỏ đó. Rồi thì bây giờ là em sẽ cầm cái cốt 6.2, nó là cái cốt này này, 6.2 nhé. Thì các bác sẽ cặp vào kìm trước và sau đó là các bác sẽ cho vào đây. Để nó đảm bảo cách điện thì các bác sẽ luồn cho em một cái vỏ như thế này ở bên ngoài. Để cho các cái chân khi mà chúng ta bấm xong ấy, nó không bị chạm vào nhau. Bởi vì là ở trên cái dơ le này, các cái đầu cực này nó rất là gần nhau, nó rất dễ chạm chập. Cho nên là chúng ta sẽ phải luồn nó vào đây. Đó. Khi là luồn xong thì chúng ta sẽ bấm hai cái đầu dây xanh này cho nó chập vào là một. Đây sẽ là dây mát. Đó, thì chúng ta sẽ bấm nó chập vào là một như thế này. Cực kỳ là đẹp và xuất sắc luôn. Ở phía trên này nó cong ôm tròn đẹp. Phía dưới này nó sẽ bấm ôm sát với lại cái dây này. Và các cái đầu chỗ này nó chỉ thò ra một xíu này thôi nhá. Nếu như các bác mà bấm nó dài quá nó thò lò ra thế này, thứ nhất là rất là xấu, thứ hai là khi các bác cắm vào nó hay bị kẹt cái đầu dơ le vào đây này, rất là khó cắm. Rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ lôi ngược cái vỏ này lại, cái bịt ở ngoài ạ. Đây em luồn hai dây là lôi nó sẽ hơi khó khăn. Rồi, ví dụ là như thế. Và tiếp theo là chúng ta sẽ bấm cái dây đỏ này. Thì chúng ta sẽ dùng tiếp một cái bịt ở bên ngoài. Và chúng ta sẽ bấm cái rắc 6.3, 6.2 vừa nãy em có chia sẻ đó. Đó, thì nó sẽ là như thế này. Rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục là lôi cái bịt này vào. Rồi ok, nó như thế này là đã thành công được khoảng 60% cái bộ dây nguồn chúng ta. Rồi tiếp theo thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục quay lại đến cái em này. Thì cái dây này chúng ta cứ kệ nó ở đây đã nha. Rồi thì bây giờ là cái dây mà từ cái chân giữa của cái em dơ le này thì chúng ta sẽ sử dụng là cái dây phi 1 mm để cấp điện từ cái chân, từ cái bình ắc quy này vào cái chân này để đi trực tiếp ra bi. Thì chúng ta sẽ phải sử dụng nó là cái dây to hơn cái dây của tín hiệu. Cái này gọi là dây tín hiệu này. Cái dây H4 này sẽ là dây gọi là dây tín hiệu thì chúng ta không cần nó phải to. Đó, thì chúng ta cũng sẽ cắt nó rơi tầm khoảng 2 đến 2,5 mm như thế này. Rồi chúng ta sẽ xỏ qua cái bit ở đây. Và tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng luôn là cái cốt 6.2 để chúng ta cắm nó vào cái chân giữa của con dơ le. Đó. Chính xác chưa? Rồi thì chúng ta sẽ tút nó lại. Và bây giờ là em sẽ cắm nó vào cái chân giữa của cái em dơ le ở đây. Đó. Điện sẽ đi từ cái dây mà có cái cầu chì vào cái chân này. Thì sau khi là nhận lệnh con dơ le nó bóng, nó sẽ đi sang cái chân này để nó vào cái bi của chúng ta. Rồi thì cái dây các bác cứ để nó dài bằng ngoằng như này cho em. Rồi thì chúng ta sẽ còn một đầu dây vàng nó dài như này và một đầu dây xanh nó dài như này, các bác đừng cắt vội, cứ kệ nó cho em nhá. Thì ở đây chúng ta sẽ có 3 chân thì chúng ta sẽ chỉ cần dùng 2 chân bỏ cái chân giữa. Thì ví dụ như em dơ le này nó chỉ có 4 chân này, vào này, ra này, chân âm, chân dương. Đó, thì em này nó là 5 chân thì chúng ta sẽ sử dụng là cái hai cái chân hai bên này bỏ cái chân giữa đi. Thì hai cái chân này thì chúng ta đấu âm dương vào đây, chân nào cũng được, nó không phân biệt âm dương. Đó, thì ví dụ như em cắm âm ở bên này thì sẽ là cắm dương ở đây. Đó. Rồi, tiếp theo, cái dây đỏ nó đang quặt như thế này thì các bác sẽ bẻ vuông góc cho em, bẻ vuông góc như thế này. Thì các bác sẽ túm cho em ba cái dây như này. Thì bây giờ là ví dụ cái dây này các bác làm dài đến đây thì cái dây mà ra đi ấy, các bác thích làm ngắn hay làm dài thì tùy ý các bác nhé. Đây ví dụ như em làm dài đến cái rắc này luôn thì em sẽ đo từ trên này. Đó. Đây để như này cho các bác dễ nhìn đến chỗ phần này. Rồi các bác sẽ nắm ba cái dây này là một thì các bác sẽ cầm kéo cắt cho em một nhát. Đó thì cái ba cái dây này nó sẽ dài tương ứng bằng nhau. Đúng chưa?
Đó, thì bây giờ là cái dây này nó đang ở ngoài thì các bác sẽ luồn vào trong như thế này cho em. Luồn nó sang bên này để gấp nó lại như thế này thì cái dây nó sẽ nằm ở ba cái dây song song với nhau như thế này. Ở chỗ này này. Đó, thì nó sẽ gọn hơn. Thì khi chúng ta cuốn băng dính hoặc là chúng ta cắm ghen ở ngoài thì nó không bị lồng phồng ở cái đoạn này. Rồi tiếp theo, đến cái đoạn này thì chúng ta sẽ sử dụng là cái ống ghen phi 6 các bác nhá. Ống ghen 6 mm. Đó là ống này này. Để em tìm cái đầu này. Đó. Thì các bác dùng cho em một cái ống ghen 6 mm, là cái lỗ này nó rất là to. Thì các bác sẽ đo cho em là từ cái đầu mà nó có cái đoạn vàng ở đây nó gấp lại cho đến là cái đầu ở dưới này, khi chúng ta vừa lại cắt ấy, thì chúng ta sẽ cắt đúng bằng cái chỗ ấy luôn. Đó. Nó sẽ rơi tầm khoảng 20 cm. Nó bằng mấy chiều dài của cái đoạn ghen từ cái chân H4 đến con dưa lê này, nó cũng sẽ dài khoảng 20 cm, là bằng nhau. Rồi, tiếp theo. Thì ở đây nếu như các bác làm quen rồi thì ở đây là em sẽ sử dụng hai cái dây đỏ đúng không? Một dây to 1 mm và một dây 0,75. Thì em sẽ sử dụng luôn cái dây này để lấy cái tín hiệu cấp cho mắt quỷ. Thì chúng ta sẽ đặt luôn vào đây. Rồi, và bây giờ là chúng ta sẽ luồn cái ống phi 6 này vào. Để cho nó theo một cái thể quy ước thì các bác sẽ làm cho em như này. Làm đúng theo quy ước để các bác sau này các bác dễ bấm lên xe nhé. Thì có thể là xanh, đỏ, xong đó đến vàng. Vàng ở bên này, vàng bên trên xanh. Hoặc là cái dây đỏ nhỏ này, nó sẽ là nằm bên trên cái dây đỏ to này. Đó, thì các bác sắp nó như thế, thì các bác xỏ nó vào cái ống ấy, thì sau này thì các bác sẽ nhớ được cái quy ước của các cái màu dây cũng như là chức năng của từng dây. Thì khi mà các bác bấm xong rồi ấy, thì các bác sẽ không nhớ được cái chân nào với chân nào, cho nên là các bác sẽ quy ước cho em đoạn này, hoặc là các bác làm quen rồi ấy, thì đút bên nạn được. Rồi, thì cái đoạn này là em sẽ hướng dẫn các bác làm cái đoạn này, là em sẽ để dây xanh này bên dưới dây vàng này, dây đỏ bên dưới dây đỏ nhỏ, thì nó sẽ là cái hai dây này là dây loại to, thì nó sẽ là cấp âm cấp dương của chế độ cốt, dây vàng là chế độ pha, và cái dây đỏ nhỏ này nó sẽ là dây của demi. Đó, thì ở trên video thì nếu như em hướng dẫn như này thì các bác sẽ khó phân biệt đúng không ạ? Rồi thì bây giờ là em sẽ vứt cái dây đỏ nhỏ đi. Em sẽ dùng cái dây màu xám vào đây. Em sẽ dùng cái dây màu xám để tí nữa em sẽ chia sẻ với các bác thì các bác sẽ dễ tham khảo. Nếu như em để toàn màu đỏ thì các bác sẽ khó tham khảo. Đó thì lý do tại sao mà chúng ta sẽ sử dụng nhiều màu. Nếu như mà chúng ta làm quen ấy thì chúng ta chỉ cần xỏ ra đấy là các bác sẽ biết ngay nó là cái dây chức năng gì. Còn nếu như các bác mà chưa quen ấy thì sẽ phải sử dụng các cái dây màu khác nhau. Rồi thì em khui cái đoạn này ra đã. Đó, thì sẽ là dây đỏ này, hàng dưới. Dây xanh hàng dưới, dây đỏ hàng dưới nó sẽ là âm và dương chế độ cốt, dây vàng sẽ là dây dương của chế độ pha, dây xám này sẽ là dây cấp tín hiệu cho mắt quỷ, thì em sẽ sắp nó thành như thế này. Rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ luồn nó vào cái ống phi 6 đây. Luồn nó vào ống phi 6 đây. Cái dây xám sẽ là dây mắt quỷ các bác nhá. Đó, thì khi nó đến đây rồi thì các bác sẽ cầm rút từng sợi một ra. Đó, thì nó sẽ là như thế này. Và bây giờ là chúng ta sẽ dùng những cái đầu cốt. Thì đến cái đoạn này thì ở đây thì ví dụ như ở đây thì em đã làm trước cái chóa đèn này rồi. Thì em đã bấm cái rắc đực 4P vào đây và em đã bấm cái cốt cái vào trong cái rắc đực này rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải làm ngược lại, là chúng ta sẽ phải lấy cái rắc 4P cái. Đây gọi là rắc cái này. Còn cái này, em này nó sẽ là rắc đực. Cái đực này thì sẽ cắm phập vào em cái này. Đó, nó là như thế này. Rồi, thì cái em cái này thì chúng ta sẽ phải dùng cái cốt đực. Cứ cái sẽ ăn vào cốt đực và cái đực sẽ là cốt cái, thì cốt đực nó sẽ ở kia. Nói chung là kỹ thuật thì làm thì cái với đực thì nó cũng là nhằng lắm. Rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ đi lôi ngược cái phần này lại và chúng ta sẽ cắt để chúng ta bấm cái đầu để vào cái rắc để cắm vào bi ấy. Các bác lưu ý là không nên cắt dài quá nhé, chỉ tầm 2 cho đến là 1,5 mm thôi. Cái đầu này của em nó hơi dài một xíu, nó không dài nhưng mà nó bị xéo. Thì em sẽ sửa lại. Rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ cho cái cốt đực. Cái cốt này sẽ gọi là cái cốt đực này. Thì ở đây sẽ có cốt cái. Cốt cái thì em sẽ lấy cái cốt cái cho các bác. Đây, em này sẽ là cốt cái này. Cốt cái là nó có lỗ. Nó như người ấy, cốt cái nó sẽ có lỗ. Cốt đực thì nó sẽ thẳng như này. Và cái em đực này nó sẽ phi và em cái nó sẽ cắm vào như thế này. Khi mà chúng ta vào rắc nó sẽ cắm vào như thế này. Thì đây là em đực thẳng như này, em đực. Còn có cái G ở đây nó sẽ là em cái. Đó, các bác sẽ phân biệt cho em đực cái, đực cái đực. Rồi vứt từ đây. Nó khá là lằng nhằng. Rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ bấm bốn cái đầu đây. Nó đang ngắn như thế này thì chúng ta sẽ cầm tuốt như thế này cho nó dài cái đầu này ra. Tha hồ chúng ta bấm. Lý do chúng ta để khít như thế thì nó sẽ đẹp cái dây của chúng ta khi mà hoàn thành. Nếu mà chúng ta cắt cái đầu nó dài quá thì khi hoàn thành xong cái đầu nó sẽ tận ở ngoài, mà cái dây điện nó, cái vỏ nó tận ở trong, nó sẽ lòi ra như này, nó cực kỳ là xấu. Đây là cái cách em hướng dẫn các bác làm nó đẹp nhất có thể. Mà khi các bác làm được đúng như thế này thì các bác thành thạo luôn rồi. Đó, cực kỳ là đẹp và xuất sắc. Cái đầu cốt này nó hơi cong một tí, kệ nó các bác nhé, không cần nắn đâu.
vào trong kia nó khác tự thẳng, khi chúng ta cắm lên nó khác tự thẳng. Rồi tiếp theo là cái dây này sẽ là cái dây dựng của chế độ tốt. Đó thì ở đây nếu như chúng ta đã bấm ở đây rồi thì chúng ta sẽ quy định là cái rắc của nó sẽ là như thế nào. Thì nếu mà các bác không nhớ thì các bác sẽ rút lại như thế này. Thì ở đây của em thì khi cắm vào như này thì lỗ ở đây sẽ là lỗ mát, đây sẽ là lửa chế độ cốt, và đây sẽ là dây pha, và bên này sẽ là dây đề mi. Rồi thì bây giờ là em sẽ cắm đúng như thế. Đây là mát này, cắm vào. Bên này sẽ là lửa chế độ cốt. Rồi trên này sẽ là dây của chế độ pha. Thì cái dây này nó đang bắt bên này thì em phải lượn nó sang bên này. Thế nó vòng sang nhau như này thì các bác sẽ phải luồn cái dây nó thẳng nhé. Các bác rút nó lại và các bác sẽ cho cái dây xám này vào đây. Dây xám vừa nãy em quy định nó là dây của Demi, dương của Demi. Rồi thì cái bó dây xám thì em vẫn đang để nó rất là dài đây. Bây giờ em sẽ lôi ngược lại như này. Đó, thì các bác đã thấy nó khít chưa? Em mới để như này đã khít đây rồi. Đó, nó khá là đẹp đúng không ạ? Rồi thì bây giờ cái dây xám thì ở đầu xe, đây là trung tâm ở đầu xe thì chúng ta sẽ để nó trung tâm ở đầu xe đi. Thì cái dây này thì nó đến cái tay phanh của các bác ấy, cái đầu xe thì nó chỉ rơi tầm 40 cm thôi, mà từ trung tâm đầu xe mà đến cái tay phanh của các bác nó chỉ rơi vào tầm khoảng 20 cm. Thì chúng ta sẽ để cái chiều dài nó rơi vào tầm khoảng 20 cho đến 22 cm thế này. Là chúng ta cắt. Rồi ok. Việc tiếp theo là chúng ta sẽ dùng cái ghen 3 mm này, chúng ta sẽ đo. Các bác sẽ đo cho em là từ cái chân của cái dây này nhá, cái chân của cái đầu ống này ra đến đầu của cái đầu dây để cấp vào cái dây, cắm vào cái dây đen ở cái công tắc phanh của chúng ta, thì các bác sẽ bấm sát đến đây cho em. Em hướng dẫn cực kỳ là tỉ mỉ, các bác làm xong đúng như thế này thì các bác thành thạo luôn rồi. Đó. Rồi thì bây giờ là em sẽ hướng dẫn cái phần này xong rồi, để đây. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng là cái xe quay. Quay alpha thì nó sẽ là sử dụng là một rắc đực một rắc cái, rắc đi rắc về ở cái công tắc tay phanh ấy. Thì ở trên công tắc tay phanh của các bác nó sẽ có một cái dây đen và một cái dây xanh sọc vàng. Thì điện sẽ cấp vào cái dây đen đó. Thì sau khi chúng ta bóp phanh thì công tắc nó đóng thì nó sẽ nối điện sang cái dây xanh sọc vàng. Thì cái dây này chúng ta sẽ rút cái dây đen ra, thì chúng ta sẽ bấm một đầu đi một đầu về, thì chúng ta cắm giả vào đó. Rồi thì bây giờ là em sẽ hướng dẫn các bác là bấm cái dây này. Thì cái dây này thì bấm nó sẽ như thế này. Thì các bác sẽ bấm cho em là cái con cái này trước nhá. Bấm cái con cái này trước này. Rồi trước khi bấm con cái thì chúng ta sẽ xỏ cái ống này vào đây, ống bịt cao su ngoài ấy. Thì chúng ta sẽ bấm cái dây cái trước. Đó, thì lý do là cái dây này nó rất là nhỏ cho nên em sẽ là phải bấm 2 lần. Đó, thì các bác có thể nhìn thấy nó rất là khít đúng không ạ? Rồi, thì tiếp theo là sẽ là như thế này, chúng ta sẽ lùa vào như thế này để nó cách điện, nó không bị chạm ra ngoài. Rồi thì chúng ta sẽ sử dụng tiếp là cái ống phi 3. Cái ống phi 3 thì các bác sẽ cắt cho em nó rơi tầm khoảng 3 đến 4 cm như thế này. Thì các bác sẽ lùa vào đây. Đó, thì các bác sẽ tính toán cho em là nó chỉ thò ra một xíu khoảng này thôi. Thò ra khoảng 2 ly. Các bác cắt đi. Đó. Rồi thì bây giờ các bác sẽ luồn cái ống này vào bên trong của cái cao su này. Cái ống này luồn vào bên trong cái cao su này cho nó đẹp. Các bác không luồn cũng chẳng sao cả, các bác luồn này vào được như thế này thì nó rất là đẹp này. Đó, thì các bác sẽ xỏ cái đoạn này vào. Rồi thì nó sẽ là như thế này. Chính xác chưa ạ? Đẹp đúng không ạ? Đúng kỹ thuật. Làm nó phải đẹp. Làm như thế này thì các bác có thể là còn bán được cho người khác luôn. Ở đây thì em chuyên bấm cái này thì em bán cho các anh em. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ quay sang cái em dây xám vừa lấy ở đây. Thì bây giờ là em sẽ lại đút nó vào để thò ra cái đoạn đấy. Rồi thì bây giờ là nó chỉ thò ra có một xíu như thế này đúng không ạ? Để chúng ta tiện bấm ấy, thì em sẽ rút ngược cái ống chỗ này lại. Thì chúng ta sẽ luồn sâu vào trong này. Đó, để cho nó giữ ở đây. Thì cái đầu này nó luôn luôn thò ra như thế này. Rồi thì bây giờ là em sẽ tuốt cái vỏ dây điện. Ở đây hai cái đầu dây điện của chúng ta đã được tuốt ra rồi đúng không ạ? Đó. Rồi thì bây giờ là em sẽ cặp kìm vào cái cốt ở đây. Bấm luôn cái này một nhát cho nó ngay thôi. Thì các bác nó thò ngắn như này thì các bác khó bấm đúng không ạ? Thì các bác sẽ lôi ngược lại, uốn cong cái này thì chúng ta sẽ thò đầu dài ra như thế này cho nó dễ bấm. Rồi thì bây giờ là các bác sẽ giữ vào đây. Đó. Nó sẽ là như thế này, chập đôi nó vào và các bác lùa vào kìm và các bác bấm nó dính lại với nhau. Được chưa? Nó đã dính lại với nhau rồi. Rồi, đến cái đoạn này thì bây giờ là chúng ta mới lùa cái bịt ở ngoài này vào. Cái bịt này sẽ là cho vào sau nhé. Ở trên cái bịt này nó sẽ có một đầu ngắn và một đầu dài. Đây ạ, một đầu ngắn, một đầu dài. Đoạn này nó phình ở giữa thì các bác sẽ dùng cái đầu dài cắm vào trong. Đó, cái đoạn phình nó sẽ nằm đúng ở đây này. Đúng chưa? Cái đoạn phình nó nằm đúng ở đây. Rồi. Như thế này nó cực kỳ là đẹp, đúng chưa? Rồi thì bây giờ là em sẽ thả cái đoạn này ra, thả ở đây ra.
Đó thì cái đoạn này nó sẽ tự động nó khít vào đây, nó sẽ như thế này. Thì cái dây đen ở trên cái công tắc phanh tay của các bác ấy thì nó đang hai cái đầu dây đen nó đang cắm vào nhau như này đúng không ạ? Thì bây giờ là các bác rút ra thì các bác sẽ cắm cái dây này vào và cắm dây này vào cái rắc đấy. Hai cái rắc nó đang ôm vào nhau như này thì các bác rút ra. Một đầu thì các bác cắm vào đây và một đầu thì các bác cắm vào đây. Đó thì nó như thế các bác sẽ hiểu. Rồi thì bây giờ đến cái đoạn như thế này thì các bác sẽ gấp lại. Các bác sẽ gấp nó lại và so nó ngay ngắn. Đúng chưa? Đó, gấp nó lại và so nó ngay ngắn như thế này. Và bây giờ là chúng ta sẽ cuốn băng dính vào đây. Thì chúng ta sẽ chuẩn bị thêm một cái cuộn băng dính như thế này. Thì các bác cuốn vào đây cho em. Cuốn để cho nó giữ mấy cái đầu dây này nó không bị tụt. Chúng ta sẽ cuốn thật nhiều nhé. Chúng ta sẽ cuốn nó to bằng cái cục dưa lè ở đây. Đó, thì các bác sẽ căn cho em là cái chỗ này. Chúng ta sẽ cuốn to bằng cái cục dưa lè ở đây. Đó, thì sau khi là mình cuốn cái băng dính, là cái cuộn băng dính đen này này, thì các bạn sẽ cuộn vào đây và các bạn sẽ cuộn nó to bằng cái con dơ le này nhé. Đó thì các bác nhìn có thể là này nó to bằng con dơ le, thậm chí là to hơn hoặc nhỏ hơn một xíu cũng được không sao cả. Rồi thì tiếp theo chúng ta sẽ lấy cái ống co nhiệt phi 2,5 cm ở đây thì chúng ta sẽ đút vào như này đúng không ạ? Đút vào như này. Rồi thì để mà cắt cho nó đẹp ấy, thì chúng ta sẽ đo chiều dài từ cái đầu của cái dơ le của chúng ta ở đây đến cái phần chân chỗ này, nó sẽ thò ra bên ngoài của cái băng dính chúng ta vừa cuốn một xíu. Rồi ở đầu như thế này thì chúng ta sẽ cắt nó cách cái đầu của con dơ le một xíu như thế này. Đó, nó sẽ thò ra khỏi đầu của dây đen một xíu như này cho nó đẹp. Đó, và bây giờ là chúng ta sẽ xỏ vào trong cái ống này. Và chúng ta sẽ xỏ vào mà không được xỏ bằng như thế này hoặc lòi đầu như này nhé. Thì các bác sẽ thụt nó lại. Đó, thì các bác sẽ thụt nó lại. Thụt khoảng 2 ly. Đó, thụt khoảng 2 ly như thế này nhé. Và bây giờ là chúng ta sẽ cầm khò, cầm cái máy sấy, sấy nóng để chúng ta xì đây. Nếu như các bác không có máy sấy thì các bác sẽ sử dụng là cái bật lửa. Các bác hơ vào đây cũng được, không sao cả. Và vừa rồi thì bên mình cũng đã hướng dẫn anh em và các bác bấm một cái bộ dây nguồn như thế này. Đó, đây là hình thức toàn bộ của một bộ dây nguồn như thế này. Và bây giờ là chúng ta sẽ thử luôn cái thành quả của chúng ta để cấp vào cái MB này xem là nó hoạt động có chính xác hay không. Thì chia sẻ với các bác thì ở trên cái dây này nó sẽ có một số các cái đầu chức năng như sau. Thì ở đây sẽ là cái cục dơ le của chúng ta. Và ở đây sẽ là cái rắc P4. Thì cái rắc này thì các bác có thể là gắn rắc nào cũng được, nhưng miễn là các bác kết nối giữa cái bi này và cái dây này được là ok. Nó có 4 đầu dây thì các bác sẽ sử dụng là một rắc P4 hoặc là hai rắc P2 hoặc là ba rắc gì đó thì tùy các bác. Thì bây giờ là chúng ta sẽ cắm nó vào đây. Cái này nó sẽ là cái dây để cấp cho cái MB từ cái bộ dây le này vào cái MB này. Và cái bóng đèn zin ở trên xe các bác ấy, khi các bác rút ra thì cái phần này thì các bác sẽ cắm giả vào cái phần công tắc ở trên xe và cái phần rắc ở trên xe. Và lưu ý với các bác là cái xe của các bác là cái xe quay ấy, 100% cái xe quay nó sẽ sử dụng là điện máy, có nghĩa là khi nổ máy thì cái đèn mới sáng, thì các bác sẽ phải chuyển sang điện bình trước khi sử dụng những cái phần bi cầu như này. Thì cách chuyển điện bình như nào thì các bác có thể là lên trên kênh của em cũng đã có cái video hướng dẫn, hoặc là các bác lên YouTube hoặc lên Google thì các bác search ở trên đó thì nó sẽ có những cái video tương tự để hướng dẫn các bác cách chuyển. Ở clip này thì em không không tiện chia sẻ với các bác. Rồi thì cái phần này chúng ta sẽ cắm giả nó vào cái phần rắc ở trên xe của các bác. Thì ở đây nó sẽ có một cái rắc đi rắc về, thì chúng ta sẽ rút cái dây đen của công tắc phanh tay ra và chúng ta sẽ cắm nó vào cái dây đen đó. Rồi và tiếp theo cái dây dài nhất này chúng ta sẽ mở đồ nhựa ra và chúng ta sẽ kéo nó xuống cái cực dương của bình ắc quy. Đây, cực dương của bình ắc quy. Trong quá trình sử dụng cái dây này chẳng may có chạm chập gì thì nó sẽ ngắt cầu chì ở đây. Thì nếu như không có điện thì chúng ta sẽ phải kiểm tra cái cầu chì ở đây. Đó, nó cực kỳ là an toàn. Rồi thì bây giờ là em sẽ thử cái phần điện để cắt vào cái MB này nó hoạt động như thế nào. Và cái cách thử này nó sẽ áp dụng cho các anh em thợ cũng như là các bác khi mà muốn thử một bộ như thế này sao cho nó đủ chức năng hay chưa, để các bác sẽ biết cái cách thử nó sẽ là như thế nào. Rồi chia sẻ với các bác thì ở đây là em đang để một cái máy đo công suất cũng như hay còn gọi là cái biến áp để cấp điện cho cái phần bi của chúng ta nó hoạt động. Rồi thì bây giờ là ở trên cái biến áp này của em nó sẽ có một dây đen và một dây đỏ. Thì ở trong đó nó sẽ là dây đỏ là dương, dây đen này sẽ là mát. Rồi thì ở trên cái bó dây của chúng ta nó sẽ có cái cầu chì này, thì chúng ta sẽ cấp dương vào đây. Ví dụ như ở trên xe các bác nó là cái bình ắc quy ấy, thì chúng ta sẽ đấu vào cực dương. Thì cái cách thử này cực kỳ đơn giản đấy, nhưng mà nhiều thợ còn không biết, nhưng cứ phải dí ở xe thì mới được nhá. Đó thì ở đây cái thử nó rất là dễ này, cấp dương vào cái dây mà có cái cầu chì ở đây. Rồi thì ở đây chúng ta sẽ mượn mát là gì? Mượn mát nó chính là cái rắc ở trên xe của chúng ta ấy, nó sẽ có thông với mát luôn, thì chúng ta sẽ cập vào mát đây. Đó thì bây giờ cái bi của chúng ta ở đây muốn thử cái dây demi của chúng ta thì nó sẽ là cái dây này đúng không ạ? Thì các bác sẽ dí luôn nó vào cực dương ở đây, thì cái này nó sẽ là cái demi của chúng ta, nó hay còn gọi là cái đèn mắt quỷ ấy. Đó, ở trên bi của các bác thì các bác hay để màu xanh màu đỏ tùy, thì ở cái sản phẩm này thì em làm nó là màu đỏ. Thì đây gọi là cái nấc demi hay còn gọi là cái mắt quỷ của cái bi cầu. Thì hai cái dây này nó sẽ là thông vào nhau nhé, thì các bác chỉ cần dí vào đây nó đỏ như thế này là ok. Rồi thì bây giờ là các bác sẽ thử cho em ở chế độ cốt thì nó sẽ là như thế nào. Ở chế độ cốt thì vừa nãy em đã hướng dẫn với các bác là cái dây đỏ đây sẽ là chế độ cốt này, dây vàng là chế độ pha. Thì khi lên pha thì cái bi nó sẽ kêu cạch một cái, thì cái này là chuyện bình thường bởi vì đây là cơ cấu của cái bi cầu. Rồi bây giờ em sẽ dí vào chế độ cốt này, cầm cái dây đỏ mà có cái cầu chì dí luôn vào cốt đó, thì cái bi nó đã sáng rồi.
thì cái đèn của chúng ta đã sáng rồi. Và bây giờ nó sẽ thử sang chế độ pha. Chế độ pha nó sẽ có tiếng cạch. Đó, đây nó sẽ là cạch, đây là chế độ pha này. Đó. Chế độ cốt. Thì đây sẽ là 50W. Chế độ pha 65W. Đó, thì đây là chế độ cốt. Cốt thì nó sẽ không có tiếng kêu. Ở trên công tắc của các bác ấy, để ở chế độ cốt nó không có tiếng kêu, khi các bác lên pha thì nó sẽ là có tiếng pha. Rồi, vừa qua thì em đã hướng dẫn các bác cái cách mà bấm một cái bộ dây nguồn full chức năng và tự tay bấm cho mình một cái bộ dây nguồn này tại nhà. Thì các bác làm theo một cái video này thì các bác làm đúng như những gì em đã chia sẻ với các bác thì các bác sẽ bấm được một cái bộ đẹp đúng ý của các bác, cũng như là các bác có thể là thương mại cái bộ dây như này thì các bạn có thể bán cho những cái người khác và cũng muốn lên đi cầu nhưng lại không biết bấm những cái bộ dây như thế này, hoặc là những anh em thợ mới vào nghề có thể là áp dụng cái cách này để bấm cho các loại xe số phổ thông sử dụng chân H4 như cái em xe Way này. Đó, thì xe Way là xe SH đời cũ sử dụng chân H4 thì các bác cũng dùng cái bộ dây như này được. Sirius này, X135 này, X150 đời 2017-2018 sử dụng đèn halogen chân H4 như thế này. Còn đời 2019 ấy thì các bác cũng bấm nó giống như thế này thôi, nhưng nó chỉ khác là cái rắc ở đây này. Thì mỗi một đời xe nó có một cái rắc khác nhau thì các bác sẽ phải lựa theo những cái đời xe đó thì các bác bấm một bộ dây sao cho nó phù hợp. Rồi thì ở clip này thì em chia sẻ với các bác như vậy là quá là dài dòng, là quá là nhiều rồi. Các bác có thể là bấm được một cái bộ dây thành phẩm như này. Ở clip sau thì em sẽ hướng dẫn các bác một bộ dây nguồn để bấm chỗ ô tô. Thì để dành cho những anh em nào yêu khoa học cũng như là những anh em nào mới vào nghề độ đèn cho xe hơi. Nói chung thì em sẽ hướng dẫn các bác cái bộ dây đó. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác cái bộ dây xe máy này. Thì clip sau thì em sẽ hướng dẫn các bác bộ dây cho ô tô phổ thông. Còn ở một cái clip sau nữa thì hẹn với các bác một cái thời gian nào đó thì em sẽ hướng dẫn các bác bấm một cái bộ dây nguồn 24 chuyển về 12 để độ cho những cái chiếc xe tải hoặc là những cái chiếc xe khách ấy, sử dụng điện 24 mà muốn độ những em như này. Những bi như này thì nó sẽ toàn sử dụng là bi 12V là nhiều. Bi 24 trên thị trường hiện tại nó cũng có nhưng mà nó khá là ít. Nó không có nhiều sự lựa chọn, nhưng bi 12 thì nó vô vàn sự lựa chọn khác nhau từ cấu hình giá rẻ cho đến cấu hình giá cao. Từ 1-2 triệu một cặp cho đến là vài chục triệu một cặp cũng có. Thì các bác sẽ sử dụng những cái loại như thế thì nó sẽ tăng sáng, nó phù hợp hơn với cái túi tiền của các bác. Rồi thì ở clip sau thì em sẽ hướng dẫn các bác. Thì clip này thì em xin phép tạm dừng ở đây. Cái video nó quá là dài rồi. Thì hy vọng các bác đừng có trách mắng em vì cái video em nói nhiều quá. Thì em nói nhiều như này nó cũng khá là đau họng, nó cũng không sướng gì đâu. Nhưng mà làm kỹ thuật thì em phải hướng dẫn như thế thì các bác mới hiểu được. Cảm ơn các bác. Em là Kim Mô Tôn. Hẹn các bác ở những video clip sau. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.